rơi vào hoàn cảnh gà trống nuôi con khi vợ qua đời do tai biến hậu sản. Hiểu rõ quá trình vất vả trong việc tìm nguồn sữa mẹ cho con gái mới sinh, anh Trình Quốc Tuấn ở Hà Nội đã quyết định vận động và sáng lập ra Ngân hàng Sữa Mẹ từ tháng 6 năm 2013 nhằm mục đích hỗ trợ các bà mẹ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ bằng cách kết nối những bà mẹ cho và nhận sữa với nhau. Hiện nay, Ngân hàng Sữa Mẹ đã có hơn 12.000 bà mẹ tình nguyện tham gia. Tuy nhiên, dù với nhiều hoạt động của các tổ chức cá nhân mà Ngân hàng Sữa Mẹ là một ví dụ, thì theo thống kê gần đây của Bộ Y tế, tỷ lệ trẻ được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời chỉ đạt 19,6%, xếp vào loại thấp nhất Đông Nam Á, cho dù tỷ lệ này năm 1998 là hơn 34%. Một trong những nguyên nhân chính là xu hướng cho trẻ dưới 6 tháng ăn sữa bột thay thế sữa mẹ. Bằng chứng là lượng sữa bột tiêu thụ của Việt Nam đã tăng tới 39% mỗi năm và hơn 10 triệu đô la Mỹ chỉ dành cho quảng cáo sữa bột, bất chấp khẳng định sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ trước mỗi quảng cáo về sữa. Chính vì vậy, nhằm hưởng ứng tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 8 năm 2014 của UNICEF, cũng như góp phần thay đổi nhận thức và thói quen của mọi người trong việc nuôi con bằng sữa mẹ, anh Trình Quốc Tuấn đã khởi xướng và thực hiện chuyến đi xe máy xuyên Việt mang tên Hành trình sữa mẹ. Hành trình sẽ có những hoạt động thiết thực được tổ chức ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, như các buổi họp mặt chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm nuôi con bằng sữa mẹ, kết nối các bà mẹ cho nhận sữa, cho con bú tập thể, phát tài liệu cập nhật mới nhất của UNICEF về sữa mẹ và kêu gọi việc nuôi con bằng sữa mẹ vì tương lai sức khỏe của trẻ em. Trong tuần qua, một vụ việc khiến dư luận xã hội hết sức quan tâm và bất bình chính là vụ án mua bán trẻ em tại Chùa Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. Bên cạnh hoạt động tín ngưỡng, Chùa Bồ Đề cũng là nơi nuôi dưỡng gần 200 trẻ em mồ côi và người già không nơi nương tựa. Vụ việc bắt đầu khi anh Nguyễn Thành Long ở quận Đống Đa nhận làm cha đỡ đầu một bé trai sinh tháng 10 năm 2013 đang được nuôi dưỡng tại đây và đặt tên là Cù Nguyên Công. Tuy nhiên, không lâu sau đó, một quản lý nhà mở của chùa là Nguyễn Thị Thanh Trang đã yêu cầu anh đem bé quay lại chùa. Thế nhưng, dù nhiều lần tìm hỏi nhưng anh Long vẫn không thấy cháu bé đâu. Nghi ngờ có sự mờ ám, ngày 5 tháng 1 năm 2014, anh đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Qua điều tra, cơ quan công an xác định bé Cù Nguyên Công đã bị Nguyễn Thị Thanh Trang đem giao cho một phụ nữ tên là Phạm Thị Nguyệt để làm con nuôi và lấy số tiền 35 triệu đồng. Tuy nhiên, đến cuối tháng 6 năm 2014, bé Công do bị bệnh đã qua đời. Sau một thời gian điều tra và xác định tính chất mua bán trẻ em của vụ việc, ngày 3 tháng 8 vừa qua, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thanh Trang và Phạm Thị Nguyệt để điều tra. Điều đáng nói, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ nhiều giấy khai sinh của các cháu bé không phải là con đẻ của Nguyệt, có dấu hiệu làm giả để hợp thức hóa nguồn gốc các cháu bé Nguyệt đang nuôi. Mặt khác, ngay chính chùa Bồ Đề cũng không có giấy phép cho việc nuôi giữ trẻ. Hiện nay, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra xử lý, nhưng đây là bài học cảnh cáo về công tác quản lý cho những nhà mở, mái ấm cũng như chính quyền địa phương nhằm tránh để đối tượng xấu lợi dụng, thực hiện các hành vi bắt cóc, mua bán trẻ em. Đặc biệt là đây lại là đối tượng có hoàn cảnh đáng thương, cần được quan tâm đặc biệt.
Chắc hẳn chúng ta đều biết tác hại của việc uống quá nhiều rượu bia phải không? Những con vật trong khu rừng Nam Phi này cũng biết rất rõ tác hại của việc đánh chén quá nhiều xoài marula. Cuộc sống quá yên bình chưa chắc đã là một ý hay nhỉ? Chẳng có ai để giành giật thức ăn, cũng chẳng có ai để mà đấu đá. Ôi quá chán, quá buồn ngủ. Cho tới khi mùa hè đến, trái xoài marula bắt đầu sai quả. Im lặng mà thưởng thức nào. Ôi trời ơi, ăn mà cũng không yên nữa. Chú voi này không thể cam tâm mà đứng nhìn anh bạn khỉ ngon lành đánh chén được. Chỉ vài tuần sau, những trái xoài marula đã chín và ngoan ngoãn rụng đầy xuống mặt đất. Đúng là thiên đường cho những người bạn của chúng ta. Tuy nhiên, không phải cuộc vui nào cũng có kết thúc tốt đẹp. Đó là giống xoài đặc trưng của khu rừng Nam Phi, có chứa thành phần nước men và cũng có khả năng ru ngủ bất kỳ nạn nhân nào trót ăn phải chúng. Men đã bắt đầu ngấm. Những người bạn này bắt đầu không kiểm soát được cơ thể của mình. Chúng bắt đầu say. Hai mẹ con cùng xỉn liễn. Chuyên gia đục khoét này cũng không phải ngoại lệ. Sao lại đi hai hàng thế nhỉ? Cảm giác cứ lạ lạ thế nào ấy nhỉ? Đêm xuống, hình như tất cả đều ngủ ngoan hơn thì phải. Đến sáng cũng không khá hơn mấy. Mở mắt cũng không nổi. Cơ thể mệt mỏi. Và tệ nhất là đầu đau như búa bổ. Lần sau thì chưa tật tham ăn nhé. Hôn nhân là một cột mốc đánh dấu một đoạn đường mới, bắt đầu gắn kết hai con người thành một. Trong một gia đình, lúc yêu người ta có xu hướng sống bằng cảm xúc, còn khi kết hôn người ta trở nên thực tế hơn. Có vẻ không dính dáng gì đến tình yêu, nhưng lại có ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc hôn nhân bền vững. Đó là sự thống nhất trong quan điểm về chuyện tiền bạc trong gia đình. Với nhiều cặp vợ chồng, trách nhiệm và chung sức không có nghĩa là chung tài khoản. Trên báo chí, những mệnh đề mang tính khẳng định hơn là gợi mở, như vợ chồng tiền ai nấy xài, vợ chồng ngủ chung xài riêng, vợ chồng tiền ai nấy giữ, tiền anh tiền tôi, có những ý kiến ủng hộ. Điều này đã cho thấy quan điểm độc lập tài chính, tiền ai nấy xài của các cặp vợ chồng là thực tế đang xảy ra ở đâu đó trong các gia đình Việt. Vợ chồng thì mình nên xài tiền chung. Tại vì khi mà mình đã là vợ chồng rồi, mình có sự gắn kết lẫn nhau. Thì nếu mà tiền ai nấy xài thì mình đâu có gì gọi là tình cảm. Vợ chồng thì không nên tiền ai nấy xài, bởi vì như vậy sẽ làm xa cách nhau hơn.
vợ chồng tiền ai người nấy xài thì có vẻ như là lạnh lùng quá, độc lập về tài chính, nó không có sự gắn kết. Tiền ai nấy giữ, tiền anh tiền em á, khi mà nói ra thì có vẻ rất hơi có vẻ gì đó nó hơi sòng phẳng với nhau quá. Đã là vợ chồng với nhau á thì mình sẽ không có cái chuyện là tiền của ai. Có nghĩa là có thể vợ làm nhiều hơn chồng hay là chồng làm được nhiều tiền hơn vợ, nhưng mà chuyện đó nó không quan trọng. Quan trọng là khi đã là vợ chồng với nhau thì tiền là chung. Tại vì này, nếu mà chỉ nói tóm tắt là tiền ai nấy xài thì nó có ở nhiều cấp độ khác nhau. Nếu mà theo cái quan niệm thông thường thì cô thấy là chưa không nên. Có rất nhiều cặp vợ chồng trẻ chọn giải pháp xử lý, sử dụng tiền bạc một cách là tiền anh xài, tiền tôi xài, hoặc tiền em, tiền anh, tiền chung của chúng ta. Và thường thường đây là những giải pháp không tốt. Cái quan điểm mà cho rằng là đã là vợ chồng thì nhất thiết tức là phải là kinh tế do một người nắm giữ. Hoặc là có người thì lại cho rằng là tiền ai nấy giữ, cơm ai nấy ăn. Thế thì theo tôi cả hai quan niệm đó thì đều không đúng. Chuyện tiền bạc trong gia đình được đánh giá là vấn đề muôn thuở giữa các cặp vợ chồng với rất nhiều luồng ý kiến trái chiều nhau, từ thái cực tiền ai nấy xài đến thái cực công khai minh bạch, tập trung dân chủ và ai cũng nêu lý do có vẻ hợp lý để bảo vệ quan điểm của mình. Nhưng dù là quan điểm nào cũng phải xuất phát từ bản chất là phải dựa trên nền tảng giữ gìn hạnh phúc của gia đình. Vấn đề ly hôn hiện nay thì như chúng ta biết là cái tỷ lệ khá là cao. Cái nguyên nhân để đưa đến ly hôn thì mâu thuẫn về vấn đề tài chính cũng lại là một trong những cái mà chiếm cái tỷ lệ khá cao, tức là khoảng 25%. Tài sản của vợ chồng mà theo cái hướng là tiền ai nấy xài thì chưa thành cái thói quen trong xã hội. Sự không minh bạch, không rõ ràng về tài sản của người nào, cho nên nó cũng là một trong những cái nguyên nhân mà dẫn đến ly hôn. Và rất tiếc, nó lại là một cái nội dung mà tranh chấp chủ yếu tại tòa án khi ly hôn. Chúng ta thấy là mỗi nhà mỗi cảnh, và chúng ta sẽ không có bất kỳ một cái định khung cho vấn đề sử dụng tài chính như thế nào. Càng kỹ lưỡng với nhau, càng thắt chặt với nhau, càng rõ ràng với nhau thì điều đó sẽ giúp ích hơn nhiều, giúp ích rất nhiều hơn trong cái việc là chúng ta sống mà để có thể là trọn vẹn với nhau. Có thể thấy hạnh phúc trong hôn nhân phải được nâng niu bằng một thái độ, quan điểm tích cực, kể cả với vấn đề tiền bạc, sự đồng thuận, thấu hiểu của vợ chồng về chi tiêu trong gia đình phải dựa trên nền tảng khoa học về hạnh phúc gia đình. Quý vị khán giả, trong chuyên mục giải trí cuối tuần của tạp chí 360, chúng tôi không chỉ mang đến những thông tin giải trí bổ ích mà còn giới thiệu đến quý vị khán giả những tác phẩm mới đặc sắc trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Sài Gòn, rất xinh của tôi đã yêu luôn cả khi nắng cháy và yêu như lúc mưa rào. Và như tôi yêu em. Này, tạp chí 360 xin giới thiệu tác phẩm âm nhạc mới của nhóm nhạc Sài Gòn Band. Trước khi thưởng thức ca khúc này, chúng ta sẽ dành ít phút để giao lưu với họ nhé. Các bạn có thể là đại diện một người để giới thiệu tất cả các thành viên ngày hôm nay không? Dạ vâng ạ. Hôm nay thì Sài Gòn Band đến đây với 4 thành viên. Đầu tiên là em, là Ái Châu, là trưởng nhóm, kim guitar và sáng tác các bài hát cho nhóm. Còn đây là anh Vũ, là em út của nhóm, là chuyên về phần rap và beatbox. Đây là Vũ Luân, là vocal nam chính của nhóm. Và đây là anh Thành, là người phối lại các bài hát sáng tác riêng của nhóm ạ. Lý do vì sao mà các bạn lại gặp nhau và thành lập nên nhóm Sài Gòn Band? Dạ là tất cả nó rất là ngẫu nhiên và có cái duyên hết. Là vì tụi em có cùng niềm đam mê âm nhạc, cho nên vô tình tìm thấy nhau rồi tập hợp lại với nhau, sau đó cùng tập luyện và quyết định thành lập một band nhạc cho đến bây giờ.
đó cũng là một cái cơ duyên rất là may mắn để các bạn gặp nhau, và sau đó từ những cái người xuất phát từ việc đam mê âm nhạc thì các bạn đã kết hợp với nhau để thành lập nên nhóm Sài Gòn Band, phải không? Không biết là những cái tác phẩm mà các bạn sáng tác ra thì các bạn đã như thế nào để công chúng có thể biết tới? Dạ, là trước giờ thì những bài hát bên band em sáng tác thì cũng được gần 20 bài, nhưng mà mới thu âm chính thức được một bài thôi. Và bài hát đó thì bên nhóm cũng có làm một đoạn phim ngắn và đăng lên YouTube, thì cũng nhận được sự ủng hộ khá là nhiệt tình từ phía cộng đồng mạng. Tại vì tụi em chưa có nhiều sân chơi cũng như là chưa có nhiều cái môi trường lớn để thể hiện, để phổ biến bài hát của mình mang tới khán giả nhiều hơn, mà nó chỉ dừng lại ở mức độ là post lên mạng rồi nhận lại cái sự phản hồi từ mọi người thôi ạ. Khi mà sáng tác những cái ca khúc đó thì nhóm lấy cái nguồn cảm hứng từ đâu? Dạ thì những ca khúc tụi em sáng tác thì nó vì cảm xúc ngẫu nhiên nó đến, là đa phần về cuộc sống và tự sự ạ. Hy vọng là những cái sản phẩm của các bạn sẽ được công chúng đón nhận nhiều hơn. Hiện nay thì có rất là nhiều các nhóm nhạc trẻ đang làm tất cả những cái sản phẩm của họ, sau đó họ đăng lên trên mạng để mà thu hút được sự chú ý của công chúng. Không biết là các bạn sẽ đi theo hướng này hay là có những cái dự định nào để cho nhóm ngày càng phát triển hơn? Dạ, dự định phát triển sắp tới của nhóm em thì vẫn là phổ biến những bài hát của nhóm sáng tác ở đa phần các quán cà phê acoustic mà bây giờ tụi em vẫn hát. Và sắp tới thì nhóm dự định sẽ tập trung vào bài hát chủ đạo là bài hát Sài Gòn Anh Yêu Em, sẽ thu âm chính thức và làm MV. Bạn có thể chia sẻ về bài hát này được không? Dạ, em sáng tác bài này trong một tình huống rất là ngẫu nhiên. Là vào một ngày tháng 4 thì tự nhiên thức dậy em thấy yêu Sài Gòn hơn thôi. Rồi em muốn viết một bài gì đó kể về câu chuyện của một chàng trai ở Sài Gòn. Rồi anh ta làm mọi thứ, hành động sinh hoạt hàng ngày. Và sau đó vô tình ở Sài Gòn cũng có một người khiến cho anh ấy cảm thấy yêu. Và từ đó thì có thêm một cái mối gắn kết nữa với Sài Gòn và thấy yêu Sài Gòn nhiều hơn. Và hy vọng là những cái sự gắn kết này sẽ là một cái cầu nối để nhóm lại gần công chúng hơn. Dạ, hôm nay đến đây thì cũng là một cái duyên và cũng là một cái dịp để cho tụi em có thể gửi những bài hát của mình đến với chương trình và đến với mọi người đang theo dõi. Thì hôm nay Sài Gòn Band sẽ gửi đến mọi người ca khúc chủ đạo của band là bài hát Sài Gòn Anh Yêu Em ạ. Và bây giờ chúng ta hãy thưởng thức ca khúc được mang tên Sài Gòn Anh Yêu Em do nhóm nhạc Sài Gòn Band thể hiện. Vì tôi yêu Sài Gòn như thế, vì tôi yêu những con đường kéo bao người dừng vào trong yêu thương. Vì tôi yêu Sài Gòn hơn thế, vì tôi yêu những con người và như tôi yêu em. Nắng khẽ buông trên từng hàng đường ấy ạ. Phê dây trong gió ong ong ong, tiếng giao nghe càng ngày càng to. Bao đây Sài Gòn tình rất say. Bước không anh xuống đường dạo phố. Một một hai ba bốn năm rồi quần ta. Biết đi đâu khi Sài Gòn to thế. Trên đại lộ đông tây cho tôi gặp em. Nắng đang cười như thế, gió đùa mái tóc em vô tình chưa Sài Gòn như đứng im. Vì tôi yêu Sài Gòn như thế, vì tôi yêu những con đường kéo bao người dừng vào trong yêu thương. Vì tôi yêu Sài Gòn hơn thế, vì tôi yêu những con người tất bật sớm hôm trong lòng cuộc đời. Yêu ly cà phê buổi sáng ba quán không bên đường. Sài Gòn rất xinh của tôi đã hay yêu luôn cả khi nắng cháy và yêu như lúc mưa rào và như tôi yêu em. Ly cà phê cũng đắng từ tia nắng như buổi sớm Sài Gòn. Nơi tôi sinh, nơi tôi lớn bấy lâu với đôi dài mòn đường mòn giờ đôi ngày những khách xe cũng ngừng xưa ta vẫn sẽ còn quên lời những buổi những ký ức Sài Gòn xưa. Giờ Sài Gòn anh sẽ không buông tay để ta xa nhau. Lại bắt nhau với Sài Gòn biết tìm em ở nơi đâu. Đêm xuống đèn đêm sắc bóng người không ngơ. Tôi vẫn yêu Sài Gòn đi vì Sài Gòn. Vì tôi yêu Sài Gòn như thế, vì tôi yêu những con đường kéo bao người dừng vào trong yêu.
còn hơn thế vì tôi yêu những con người. Thật mà sớm hôm chấm đốc cuộc đời, yêu ly cà phê buổi